mua lắm. Đây này con như này con lấy nửa năm nay hy vọng nghỉ được 6 tháng. Nó cho 6 tháng không? Không, em chưa được chị. Chưa phê duyệt. Chưa được. Mới đưa ra quốc hội thôi nhưng mà chưa được. Được quốc hội mấy năm nay đúng không? Chứ hồi chị đẻ cái con út ấy chị cũng đã chờ rồi. Chờ rồi mà chưa được đúng không? Ừ. Con chờ mà hồi thấy cái hộp thì con bỏ ra. Hôm nay mùng 5 Tết Nhâm Thìn. Bờ bè đến chơi với cả chị dâu chị Gen. Chị trên kia là chị gì nữa à? Dâu Gen đây là Bon. À Bon. Đây là chị Bon. Bon nghĩa là gì hả con? Con là bà ngoại đặt tên sao? Bon dễ nuôi thì Bon nhưng phải bằng Bon đúng không? Bon là James Bond, điệp viên. Ở nhà hai bác có cây quất rất là đẹp. Này bơ, có cần cái này không? Không cần à? Bờ bóc hoặc tấm đường luôn. Ngồi đi. Dưới này em cần lại 4 cân mà. Thì lại đứa thứ ba nó lại càng to nữa. Thì cũng chả sao. Lần này đẩy mổ đi. Nếu mà sợ không ra được. Bình thường đang là bác sĩ đang bảo không bình thường đấy. Nếu mà làm sao thì mới đẩy mổ, không thì vẫn đẩy thường được. Chị bác này 4 ký mấy mà vẫn đẩy thường được đấy. Bác sĩ họ vẫn đỡ cho đấy. Thò nhỉ. Đấy. Nó vẫn chung sinh. Cậu ra không áo hơi bị nhiều. Thằng con ở Bình Giang mà cháu có rượu ở 4 kg rưỡi. Kẻ thường hay đẻ mổ? Đẻ mổ thì nó